6 giờ sáng ngoài trời rất là lạnh, 9 độ C. Good morning mọi người. Và bây giờ là 6 giờ sáng tại Seoul, Hàn Quốc. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ khoảng 9 độ C. Và trời rất là lạnh. Hôm nay nhóm mình sẽ đi ra đảo Nami. Và những muốn ra đảo đó thì theo người dân địa phương nói là phải đi thật là sớm để cảm nhận được cái khung cảnh và cảnh mặt trời lên ở trên biển rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Đến với đảo Nami thì là đảo Nami này là nổi tiếng bởi được quay phim bởi các bạn nổi tiếng được quay trong phim như Việt Nam mình biết là bộ phim Bản Tình Ca Mùa Đông. Và vào khi mà tham quan đảo vào mùa thu này thì các rừng cây lá vàng rất là tuyệt vời. Một chút xíu nữa ước sẽ review và quay lại những cái cảnh đẹp tại đảo Nami cho các bạn coi. Tại nhiệt độ ở bên này thì nó khoảng 10 độ C, dưới 10 độ C, khoảng dưới 10 độ C, trời rất là lạnh. Các bạn có thể thấy là mình nói chuyện thì là thở ra khói. Wow, thật là tuyệt vời. Hello, Yangseo. Annyeonghaseyo. Cộng hòa Nami của Hàn Quốc rất là thơ mộng.
Và Nami đang rất là lạnh. Nhiệt độ hiện tại là 9 độ C. Lạnh quá. Kết thúc nửa ngày tại đảo Nami, khung cảnh ở đây thật là tuyệt vời, không khí thật là trong lành, khí hậu rất là mát, ngồi ăn bánh và uống chai sữa trong vài buổi trưa, rồi buổi chiều thì chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khác. Và đây là miếng cái bánh bắc mua tại dưới tàu điện ngầm và dưới tầng hầm ở thành phố Seoul. Giờ sẽ ăn thử cái bánh bắp này, nghe nói rất là ngon. Ngon quá. Nó có nhân bên trong. Không biết diễn tả thế nào. Rất ngon. Lạ miệng. Chiều ngày hôm nay chúng tôi quyết định là ghé thăm khu phố Isedong. Phố Isedong này nó có cái gì đặc biệt? Mời mọi người đi theo khám phá. Và đây một tô mì cà hay kẹo lạnh. Bây giờ Ot sẽ thưởng thức. Một tô này trị giá 130.000, rất là bự. Những hai kẹo này, những hai kẹo rất là bự. Ngon không? Ăn rất là ngon. Nó là vị lại mình thường ăn nóng. Ngon không? Nóng. Đĩa này trị giá như 4.000. 4.000. 4.000 là 80.000 Việt Nam. Rất xứng đáng. アイスナメ、プリ、ナイス。プリ。オッケー。プリ。あ、オッケー。マジで。ジュリア。ジュリア。オッケー。
Trong cái bánh crepe này bao gồm có blueberry, chuối và quả kiwi cùng với lại sô-cô-la và kem. Bây giờ mình sẽ ăn thử bánh que nè. Ngon lắm anh ạ. Tuyệt vời. Bánh bên ngoài nó mềm mà nó giòn. Kết hợp với lại kem, chuối với lại cả quy, ăn vô rất là hợp. Seoul thật là tuyệt vời. Tối nay chúng ta sẽ ăn món ghẹ chiên Hàn Quốc mua tại quán này. Nhưng mà quán thì nhỏ, không đủ chỗ ngồi. Vì thế chúng tôi sẽ về nhà và thưởng thức món ghẹ chiên. Và các bạn thân mến, bây giờ vô ăn mời ăn. Trời đã tối. Vô. Anh em chúng tôi quây quần bên nhau thức món ghẹ. Vô. Thưởng thức món ghẹ Hàn Quốc tặng nhà tại phòng. Nhìn ơn mình cái này nghe tại nhà. Tại nhà. Gà ở Hàn Quốc thì nó là gà chiên. Bây giờ sẽ ăn thử. Nó chạy ha. Uống cái bia đóng chai của Hàn Quốc. Chắc rồi. Mấy thì nguyên. Em chắc bị nhiễm rồi đó. Em ở đây riết lại cái gì cũng sừng sừng. Không. Giống như gà chiên bình thường. Thôi, và bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục ăn bữa tối. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.